Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3398. Tung hoành ngang dọc một. Lý Mộ Hiên chuyển một phát, bắt được bên người một sư đệ, nói ra: "Cái này là Bạch Vi, là người của chúng ta đi. Ta giống như gặp qua nàng. Là cái gì bối phận đang đến?" Cái kia sư đệ gãi đầu một cái, phun ra nuốt vào, nói: Ta cũng không rõ ràng." Ngay lập tức đi tra, Lý Mộ Hiên hạ giọng: "Còn có, tranh thủ thời gian sửa đổi tư liệu của nàng, đem nàng danh tự xếp vào Thông Minh Đường. Thông Minh Đường là thiên hạ hội, một cái cơ cấu có thể vào Thông Minh Đường đều xem như đệ tử đích truyền. So với bình thường đệ tử, đãi ngộ muốn tốt hơn nhiều." Vị sư đệ kia tranh thủ thời gian rời tiệc đi. Lý Mộ Hiên lấy lại bình tĩnh, vừa quay đầu phát hiện Kiến Minh đang dùng vẻ phức tạp nhìn qua hắn. Đột nhiên cảm thấy được Kiến Minh này không phải là hoài nghi mình cùng bát tử thông đồng tốt lắm đi, vội vàng buông tay nói ra: "Không quan hệ với ta, ta cũng thật bất ngờ." "Không công bằng, nàng một cái đệ tử bình thường, thế nào lại là cửu thiên huyền nữ? Có người ở phía sau ồn ào là đệ tử của Tam Giới Minh. Vì cái gì không thể là người của thiên hạ hội cửu thiên huyền nữ, nên người đó là ai?" Lập tức có đệ tử của thiên hạ hội oán giận trở về. Kiến Minh âm thầm nhíu mày, một loại đáng sợ suy toán tại trong lòng hắn hiện lên tới. Nếu thật là dạng này, vậy những thật sự là tốt một đầu độc kế. Hắn không để ý hình tượng, chuyển đến Lý Mộ Hiên bên người, vị trí bên trên, thấp giọng nói ra: "Đây đại khái là nguyên tịch quỷ kế, không thể thừa nhận." Lý Mộ Hiên có chút mộng bức nói: "Nếu là nàng an bài, nàng tội gì muốn an bài một cái người của thiên hạ hội?" "Uy, nàng nếu là an bài bát tử người ta khẳng định không nhận a. Nàng tìm cái ngươi bên này người, để cho ngươi không có lời gì để nói, ngươi cũng không muốn trúng kế." Lý Mộ Hiên trầm ngâm, Kiến Minh suy đoán không phải là không có khả năng, nhưng Lý Mộ Hiên suy tính không phải cái này. Hoặc là nói kỳ thật bọn hắn ba bên đại lão cho tới bây giờ không ai để ý cửu thiên huyền nữ có phải thật hay vậy. Thật vậy hay không đứa nhỏ mới phần thật giả, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Lý Mộ Hiên thân là thiên hạ hội trưởng môn đại đệ tử, cũng không chỉ là bởi vì hắn có thể đánh, hắn không phải ngốc trắng ngọt. Tại cái này ngay miệng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là lợi và hại. Nếu như mình cùng Kiến Minh cùng một chỗ náo bắt đầu đi phản đối kết quả này, lấy hai chọi một, lại thêm hắn không riêng gì thiên hạ hội trưởng môn, càng là thiên hạ âm dương môn đứng đầu, nhất hô bách ứng, nguyên tịch bọn hắn coi như cứng rắn,
cũng sẽ 10 phần khó làm. Nhưng là thật muốn làm thế này sao? Hắn đang do dự công phu, Bạch Vi đã bước chân sinh phong đi tới, đi vào trước mặt hắn, tư thái 10 phần ung dung. Kêu một tiếng: "Đại sư huynh, cảm tạ nhiều năm vun trồng." Lý Mộ Hiên lăng thần, kìm lòng không được đứng lên, lẩm bẩm nói: "Ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ?" "Ta là, nhưng ta cũng là đệ tử của Thiên Hạ Hội. Kiếp trước còn nhớ, kiếp này cũng không thể quên. Ta dù sao cũng là Thiên Hạ Hội đệ tử." "Tốt, ở đây Thiên Hạ Hội đệ tử cùng một chỗ hoan hô lên." Cửu Thiên Huyền Nữ là người của Thiên Hạ Hội, chuyện này đối với bọn hắn thực sự quá cổ vũ. Lý Mộ Hiên có chút mộng bức đứng lên, hít sâu một hơi, xông nàng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nhưng thái độ như vậy dù sao đại biểu tán thành. Kiến Minh nhíu mày, ở sâu trong nội tâm âm thầm mắng một câu: "Thằng nhãi ranh, không thể cùng mưu." Có thể tìm tới Cửu Thiên Huyền Nữ, đối pháp thuật giới mà nói cũng là một đại thịnh sự. Kiến Minh sư thúc, ngươi cứ nói đi. Nguyên Tịch đem nói chuyện đối tượng chuyển thành Kiến Minh: "Ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ, chứng minh như thế nào ngươi là?" Kiến Minh nhìn chằm chằm Bạch Vi hỏi. Trước đó dị tượng mọi người đều thấy được, có thể đây không tính là thực trùy, ta cảm thấy còn chờ thương thảo. Dù sao việc quan hệ toàn bộ pháp thuật giới được thận trọng đối đãi. Nguyên Tịch nói: "Kiến Minh sư thúc, dị tượng ngươi cũng thấy đấy, ngươi nếu nói nàng không phải, vậy thì mời xuất ra chứng cứ đến chứng minh như thế nào nàng đúng không?" Kiến Minh nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái gì, vội nói: "Vậy ta muốn hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, Tu Di Sơn thần dụ giải thích thế nào? Còn có, nhân thần quan là ai?" Bạch Vi trầm ngâm một chút nói ra: "Ta được đến Tu Di Sơn tự mình lắng nghe thần dụ mới có thể biết được những này. Cái này cần thời gian." Kiến Minh cảm thấy nàng cái này căn bản là lấy cớ, nhưng làm cho không người nào có thể phản bác. Dù sao ai cũng không biết Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác thần dụ quá trình nên là dạng gì. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Bạch Vi nhìn một hồi không hề nói gì, đứng dậy rời đi. Hắn biết làm như vậy rất không thích hợp, nhưng dưới mắt thật sự là không có cách. Tiếp lời liền phải tỏ thái độ. Nói cho cùng, hắn không nghĩ tới tốt chính mình nên như thế nào tỏ thái độ. Tán thành Bạch Vi là Cửu Thiên Huyền Nữ đi. Nhiều người nhìn như vậy, đem đến từ mình không tốt lại sửa đổi thái độ. Không phải vậy, chính là đánh chính mình mặt. Không thừa nhận đi, Nguyên Tịch nhất định sẽ làm cho chính mình nói ra cái như thế về sau. Hết lần này tới lần khác còn nói không ra. Mấu chốt là Lý Mộ Hiên thái độ mập mờ, tám thành sẽ không giúp chính mình nói chuyện. Đến lúc đó chính mình tứ cố vô thân, náo bắt đầu, sợ là sẽ chỉ làm chính mình lúng túng. Dứt khoát liền đi thẳng một mạch trở về, còn muốn đối sách. Kiến Minh đều đi rồi, cái kia chút ở đây đệ tử tự nhiên cũng không có gì có thể nói. Hai mặt nhìn nhau, từng cái cũng đều đi theo. Tam giới minh mấy cái khác đại lão cũng rời đi. Bây giờ nói nhiều sai nhiều, bọn hắn phải nhanh đi tìm kiếm Minh thương lượng
Đối sách. Nguyên Tịch cùng Bạch Vi cùng một chỗ trở lại trong sân rộng ở giữa. Cầm ống nói lên, nói rồi một phen khuấy động lòng người. Hiện tại liền cửu thiên huyền nữ, đến mức bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, được nghe Bạch Vi. Bất quá Bạch Vi vừa mới thức tỉnh, nàng cũng phải đi trước Tu Di Sơn lắng nghe thần dụ. Chuyện này cần trù bị, cho nên mọi người chờ lấy liền tốt. Mọi người ở xa tới một chuyến không dễ dàng, hôm nay tuyển ra cửu thiên huyền nữ cũng coi là pháp thuật giới một việc trọng đại. Giữa trưa, công hội trung tâm khai tiệc chúc mừng. Mọi người cũng đúng lúc cùng tụ hội, tụ họp một chút. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3399. Tung hoành ngang dọc nhị. Mọi người lần lượt đều đi nghỉ ngơi sảnh, uống trà, nói chuyện phiếm đi. Nguyên Tịch đưa Bạch Vi đi nghỉ ngơi thất, tiến gian phòng sau đó, Bạch Vi lập tức ở ngồi trên giường dưới, thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tịch. Nguyên Tịch đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, ra hiệu nàng không cần nói. Mặc dù gian phòng kia rất an toàn, nhưng cũng không có tuyệt đối, hay là cẩn thận tốt. Nguyên Tịch ở bên người nàng tọa hạ, Bạch Vi lập tức đem miệng tiến đến bên tai nàng nói: "Ta biểu hiện như thế nào?" "Rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi." Bạch Vi hít sâu một hơi nói: "Ta có chút sợ." "Yên tâm, có ta cùng ca ca ở đây, không có gì phải sợ. Bất quá tiếp xuống khẳng định sẽ có rất nhiều người tiếp cận ngươi, thăm dò ngươi, có mấy phương diện ngươi nhất định phải chú ý." Nguyên Tịch nói với nàng mấy đầu chú ý hạng mục, nhường nàng một mực nhớ kỹ, sau đó nhường nàng nghỉ ngơi. Trước dưới, chính mình phải đi triển khai cuộc họp. Từ gian phòng đi ra, Nguyên Tịch phát hiện cửa ra vào đứng hai người, là Tam Giới Minh Pháp Sư, vội hỏi bọn hắn đang làm gì. "Sư phụ phái chúng ta tới, nói muốn bảo vệ tốt cửu thiên huyền nữ, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn." Nguyên Tịch cười lạnh: "Tốt, vậy các ngươi liền hảo hảo bảo vệ đi." Nàng sau khi rời khỏi, lập tức một chiếc điện thoại gọi tới mấy cái đệ tử cũng tại giữ cửa đề phòng người của Tam Giới Minh cùng Bạch Vi tiếp cận. Mặc dù Bạch Vi diễn cho dù tốt, dù sao cũng là giả, nói nhiều tất nói hớ, cho nên phải tận lực tránh cho nàng cùng người khác tiếp xúc, dạng này mới có thể bảo trì thần bí. Nàng trở lại một mình ở địa phương, triệu tập Trương Vũ, Nhậm Lạc An bọn người qua đây nói lên chuyện này. Nàng không có nói với bọn họ đây hết thảy là chính mình an bài, miễn cho bọn hắn không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn cũng không hỏi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều đem Bạch Vi xem như chân chính cửu thiên huyền nữ. Mặc dù nàng là người của Thiên Hạ Hội, nhưng tất cả những thứ này dù sao cũng là ta thúc đẩy, cho nên mọi người yên tâm, nàng nhất định sẽ theo ta đi gần nhất, vượt qua cùng Thiên Hạ Hội. Nguyên Tịch trước cho mọi người ăn một viên thuốc an thần, nàng nói như vậy mọi người cũng đều yên tâm. "Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Nhậm Lạc An hỏi. "Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ, đây là không có vấn đề, nhưng liền sợ người của Tam Giới Minh khắp nơi bịa đặt nói nàng không phải. Nếu nàng là, vậy chúng ta có lực lượng." Trương Vũ nói. Nguyên Tịch nói là nói như vậy,
nhưng cửu thiên huyền nữ cũng không có tiêu chuẩn không phải, liền sợ bọn hắn lưu manh, một khi dư luận tạo thành liền khá là phiền toái, cho nên mọi người nhất định phải kiên định, trở về trước tiên đem dư luận tạo ra đi. Trương Vũ phân tích nói, tam giới minh cùng chúng ta xem như thế lực ngang nhau, vậy liền coi là một so một, mấu chốt tại thiên hạ hội, bọn hắn người đông thế mạnh, nếu như đảo hướng cái kia một bên, vậy chúng ta liền rất bị động. Bạch Vi là người của thiên hạ hội, Lý Mộ Hiên sẽ cân nhắc, ta tối nay liền đi tìm hắn. Nguyên Tịch nói với bọn họ bước kế tiếp kế hoạch. Mọi người cũng đều rất phấn chấn, lập tức chia ra đi hành động. Nguyên Tịch chậm chậm gọi điện thoại cho Lý Mộ Hiên. Ta đã sớm chờ ngươi rồi, ta tại gian phòng, ngươi muốn thuận tiện liền đến tâm sự. Giữa ban ngày đi phòng người, bị người xem đến nhiều không tốt. Ta tại số 3 phòng nghỉ, ngươi qua đây đi. Không bao lâu Lý Mộ Hiên liền đến rồi, chỉ một mình hắn. Vào nhà liền đóng kỹ cửa lại, sau đó vẽ lên hai đạo linh phù dán tại cửa sổ bên trên. Có ý tứ gì? Nguyên Tịch hỏi. Cảm ứng phù mà thôi, vạn nhất có người đi ngang qua, ta có thể phát giác được. Lý Mộ Hiên tại nàng đối diện ngồi xuống đến, nhún vai. Cho nên ngươi cứ yên tâm nói đi, không có người thứ ba có thể nghe thấy. Nguyên Tịch từ trong ba lô xuất ra sơn móng tay, tại trên móng tay chậm rãi thoa, hững hờ hỏi, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Lý Mộ Hiên nói, ngươi một chiêu này hung ác à, cố ý nhường môn hạ đệ tử của ta lên làm cửu thiên huyền nữ, dạng này liền phá hủy ta cùng Kiến Minh đồng minh. Nguyên Tịch giận hắn một chút, ngươi nói cái gì đó, nàng vốn chính là cửu thiên huyền nữ, ta nhiều nhất là phát hiện nàng mà thôi. Lý Mộ Hiên nhún nhún vai, coi như nàng không phải, ngươi biết ta rõ ràng có thể xem thấu kế hoạch của ngươi, nhưng ta không có cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc. Ai nha, ta mới nói nàng thật là cửu thiên huyền nữ, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Được chưa, coi như nàng đúng không, ta cũng chia không rõ thật giả rồi, tốt nhất là thật. Lý Mộ Hiên vô ý thức nhìn chằm chằm nàng, kéo móng tay động tác. Nguyên Tịch cười đối với hắn vươn tay, xem được không? Bước kế tiếp ngươi có tính toán gì? Nhường nàng đi Tu Di Sơn, nghe thần dụ a, tìm ra nhân thần quan. Nhân thần quan là ai? Nguyên Tịch cười khúc khích, ngươi thật là nóng vội, nàng đều không có đi đâu, ta làm sao sẽ biết? Lý Mộ Hiên nằm sấp trên bàn, chăm chú nhìn Nguyên Tịch, nhẹ giọng nói, nhân thần quan là ai? Có thể tất cả đều là cửu thiên huyền nữ một người định đoạt. Nguyên Tịch lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, cười nói, Hiên ca ca, ngươi cũng không muốn, lòng tham không đáy. Lại nói, nhân thần quan là ai? Đây là nhất định, ai cũng không dám làm loạn. Lý Mộ Hiên nói, chẳng lẽ nói nếu tuyển ra nhân thần quan là người của tam giới minh, các ngươi cũng nhận? Đương nhiên, hết thảy vì pháp thuật giới, ai cũng không dám làm việc thiên tư. Ta tin ngươi cái quỷ a, Lý Mộ Hiên khinh thường. Hợp lấy, các ngươi chính là vì tam giới tạo phúc, không so đo cá nhân được mất. Không có một chút nào tư lợi cho bản thân, chỉ có lợi cho người, ta. Nguyên Tịch nhíu lông mày, mở to hai mắt, nhìn xem nàng. Thân là pháp sư, đây không phải phải làm sao? Ta vì thiên sư ở nhân gian, không vào lục đạo không thành tiên.
Như vậy phải không? Lý Mộ Hiên suy nhưng cười một tiếng. Nơi này cũng không có ngoại nhân, muốn hợp tác, chúng ta hay là thẳng thắn đi. Thời gian của ta cũng có hạn, một hồi Kiến Minh khẳng định sẽ tới tìm ta đàm luận. Hắn khẳng định so ngươi thành khẩn nhiều. Video của Khắc Công đến đây là hết. Và âm mưu thủ đoạn, có cái nào gọi là vì nhân gian, có cái nào gọi là vì tam giới không? Toàn qua là chỉ là tranh quyền đoạt lợi thôi. Bye bye mọi người.